Clip này mình lên cho mọi người cặp Bose 120 dòng Hyper Star mọi người. À, cái màn loa ngôi sao của Bose mọi người ha. Đây là loa toàn giải mọi người, thích hợp cho mọi người nghe nhạc à, dòng nhạc trữ tình hoặc là mình làm cái loa trả lời cho cái dàn âm thanh lớn cũng rất là hay mọi người. Thiết kế nhìn rất là sang trọng rồi ha. Đây là một cái dòng cao cấp của Bose mọi người. Đó. Cái màn loa ngôi sao rất là đặc thù mọi người mọi người thấy trên cái màn có in cái chữ Bose mọi người ha Bose này. ở trong này cũng có Bose này hàng zin nguyên bản toàn bộ mọi người ở trên đây thì nó có hở cái lớp này ra tí xíu tuy nhiên là hàng zin nguyên bản như vậy mọi người tình trạng chung của dòng này lâu ngày quá thì nó khô keo và nó nhăn lại ha mọi người, ha còn lại thì đẹp mọi người vuông thành góc cạnh ha không bể nở và à, dòng này thì series liền kèm mọi người. Đây là 290, đây là 289 mọi người ha. Dòng này thì sản xuất Mexico mọi người. À, 6 ôm 40W mọi người ha. Nó là Bose 120. Người. Hyperstar mọi người. Nhìn rất là đẹp mọi người ha. Mọi người. Ê căng cũng còn đẹp mọi người. Ê căng còn đẹp, kỳ nó lên nó vậy nè. Nhìn rất là đặc ha. Dòng này thì tương đối hiếm mọi người, không nhiều đâu. Đó, người. Trưng bày phòng khách là tuyệt vời luôn Ai mà chơi trả lời những con này thì thôi miễn bàn rồi. Và những cái dòng này thì uh, Mọi người chỉ có đánh quá công suất thì nó cháy là gì đó thôi Chứ còn lại thì cái màn của nó thì bền bỉ người Không có uh, vấn đề cả Sản xuất chắc cũng được 20 năm hơn rồi đó mọi người Sản xuất tầm những năm chín mấy, 95, 2000 là cùng người Rất là lâu rồi mà nó vẫn còn hoạt động quá ok và thấy chắc bắp chuối và vàng khè là mình biết rồi ha dòng cao cấp nó cũng ngang ngửa với dòng 121 và 125 mọi người ngang ngửa không phải tầm thường đâu mọi người tiếng kiểm soát rất là tốt mọi ha rồi còn một cặp duy nhất người hai triệu bảy mọi người có nhu cầu mua thì liên hệ nha cảm ơn mọi người nhiều